Kín nhá. Anh em chỉ cần có một bộ vị kết hợp với cái chiếu, anh em hình dung này. U bát vào này, tôi sóc cho anh em xem luôn này. Sóc xong này, tôi làm sao biết là trong bát nó nghĩ ra gì, nhưng mà với tôi đặt vào đây không dung, làm cả người sắp đôi. Đấy, chuẩn xác chưa? Tiếp cho anh em xem này. Sóc xong này, đặt vào này. Một dung, năm con người và lẻ. Tiếp tục này. Đặt vào này. Một tiệm dung, năm con người và lẻ luôn này, mở này. Đấy, ba trắng này. Ngoài cái việc chúng ta sắp xong, chúng ta đặt vào máy nó báo dung. Còn cái trường hợp thứ hai, anh em lại cầm cái đĩa anh em xê ra ngoài thì máy nó báo thêm cho anh em một lần nữa để kiểm chứng cái độ chính xác này. Anh em kéo đĩa ra này. Đúng không? Kéo đĩa ra máy báo một dung và đưa đĩa vào máy cũng báo một dung luôn này. Được chưa? Thử thêm cho anh em 3 tiếng bạc nữa, mỗi tiếng anh em đánh 10 triệu anh em xem này. Không dung đánh sấp đôi 10 triệu, mở ra nãy 10 triệu này. Đặt vào này. Hai nhịp dung anh em đánh vào tứ tử, 10 triệu nữa. Được chưa? Ok chưa? Chuẩn tuyệt đối luôn. Thế cái này ví dụ người ta là người sóc cái hay sao được anh? Bây giờ nếu mà người khác sóc cái thì cho dù là thằng sóc cái nó ngồi vụ trong này đi. Ông ngồi ngoài ông sóc kẹo ấy, được chưa? Ông sóc đâu không quan trọng. Cái hồ bán lẻ 5 triệu ạ, thì mình chỉ cần việc mình là bê cái bộ bát đĩa này vào đúng cái vị trí này. Đấy, anh em nhìn này, bê bộ đĩa vào đúng vị trí này. Máy báo dung đúng không? Anh em thấy không? Khi mà máy báo dung như này, chúng ta biết là lẻ rồi, chúng ta có thể đưa ra kiểm tra một lần nữa này. Đấy, anh em thấy không? Đưa ra nó không dung, đây anh em đây này. Phải nói chính xác là tiếng này tiếng sấp đôi này, 100% là không dung này, mở sấp đôi này. Em thấy chưa? Đây cho cả nhà cái sóc khác này. Sau đây thoải mái đi, thấy chưa? Sóc xong bây giờ không biết là cái gì này, anh em chỉ việc lẻ thừa này. Lẻ thừa anh em kéo ở đây. Một nhịp dung, anh em biết là lẻ rồi thì là mình chung và lẻ, chung với cái đánh lẻ. Chứ tiếng này 100% mở ra lẻ này. Ok, ba trắng này. Đấy, ai sắp cũng được nhá. Nhưng quan trọng là chúng ta sẽ bê cái đĩa này, bê cái bát này về đúng cái vị trí này là được. Được chưa? Đây, không biết là cái gì này, anh em chỉ việc kéo ở đây này. Sấp đôi này. Không dùng máy đánh máy báo không dùng đánh sấp đôi 10 tỷ luôn này. Ừ chưa? Độ chuẩn xác là tuyệt đối, ai sắp cái hay là không quan trọng. Quan trọng anh em chỉ cần mình là chủ nhà, mình bố trí được cái chiếu này là xong, thế thôi. Nhá, anh em nào cần liên hệ, cần đặt cái mẫu chiếu theo nhà anh em thì anh em cứ liên hệ vào số điện thoại cho mình nhá. Mình là Vũ Ngọc Rồng, chuyên tư vấn về các cái đồ sóc đĩa, bài lá cho anh em để anh em có một cái đồ để anh em hỗ trợ. Đấy, chơi tất cả các bộ môn. Nói chung là nổi đen thì anh em phải có sự chiến thắng tuyệt đối nhá. Cảm ơn tất cả anh em xem video.